Xin chào tất cả các bạn hôm nay mình làm một cái clip để hướng dẫn cho các bạn mà làm cái cửa hoặc là cái vách CNC ở cái dạng cắt theo hoa văn như thế này thì cái clip này đi làm theo một cái yêu cầu một một cái comment của một bạn ở trên YouTube là nhờ mình hướng dẫn cái cách làm cửa có cái gắn tấm CNC hoặc là vách CNC. Cái yêu cầu của bạn ấy thì nó có hai nội dung. Nội dung thứ nhất là làm cái cửa vách uh, CNC và nội dung thứ hai là cái cửa vách CNC mà còn xếp bốn cánh nữa. Thì nếu như mà dồn hai nội dung nó vào một clip thì nó sẽ phức tạp quá là làm cho các bạn cảm thấy là khó khăn khi theo dõi. Cho nên là mình sẽ tách ra làm hai cái nội dung nha và mình sẽ làm thành hai video nha. À, trước hết thì mình làm cái mà các bạn hay sử dụng nhất đó là cái vách CNC này thì cái bách CNC này á thì khi các bạn làm ở trong Revit thì cái cách làm của nó là hết sức là đơn giản thôi nhưng ở trong cái quá trình làm của nó khi chúng ta phải thao tác với lại cái file AutoCAD rồi chúng ta chuyển sang bên Revit chúng ta làm á thì nó có một số cái thao tác và nếu như các bạn mà không để ý kỹ thì các bạn sẽ làm nó bị chậm hoặc là các bạn sẽ ngại làm về cái thao tác chuyển đổi này À, thì ở trong cái clip này ngoài cái chuyện là hướng dẫn các bạn làm cái vaccine C, thực ra thì cái vaccine C này nói lại một lần nữa là nó khá là đơn giản. À, nhưng mà cái quan trọng hơn mình nghĩ là về mặt thao tác thì các bạn chuyển đổi giữa các cái đối tượng từ AutoCAD sang Revit thì đó là cái nội dung mà chúng ta cần chú ý nếu như bạn nào đã hiểu nguyên tắc làm vaccine C ở trong Revit rồi. À, bây giờ chúng ta đi vào cái nội dung công việc chính của cái clip này thì đầu tiên khi các bạn muốn làm một cái vách cnc nào đó dành cho cửa đi hay là cho cái cửa sổ hay là cho vách trang trí ở phòng khách không gian này kia của các bạn thì các bạn sẽ phải đi tuyển lựa cái mẫu mà các bạn mong muốn sử dụng ví dụ như các bạn các cái mẫu thư viện các bạn có thể download được rất là thoải mái hiện nay có rất là nhiều nguồn chia sẻ ví dụ đây là một cái file mình cũng download ở trên mạng về Nên nó có khá là nhiều mẫu như thế này và mình quyết định là mình chọn cái mẫu này để mình làm cái uh, ví dụ dành cho các bạn các bạn có thể chọn một mẫu gì ở trong này tùy các bạn nha và tất nhiên là khi các bạn sử dụng nó thì nó cũng phải tương đối là sạch sẽ một chút xíu À, sau khi mình đã quyết định cái chọn cái mẫu này xong thì mình sẽ copy nó ra một cái file mới mình đặt tên cho nó là cái file cnc như thế này và các bạn lưu ý đó là những cái file mà các bạn dự định các bạn tương tác qua lại giữa cái AutoCAD và Revit tức là bạn import rồi các bạn xuất file hay là làm gì đó liên quan đến Revit thì các bạn không nên đặt tên file tiếng Việt có dấu nhé và các bạn nếu như đặt tiếng Việt thì tiếng Việt không dấu và ngay cả cái đường dẫn và nơi lưu cái file này các bạn cũng nên là đặt tiếng Việt không dấu và nói chung là về mặt cơ bản thì tất cả những cái gì liên quan đến đường dẫn ở trong Revit từ đường dẫn lưu file cho đến đường dẫn cho các cái map cho các tester khi các bạn làm việc với Revit thì các bạn tốt nhất là các bạn nên dùng tiếng Việt không dấu để các bạn làm nếu như các bạn làm tiếng Việt có dấu thì nó sẽ nảy sinh một số cái vấn đề về link file đường dẫn của file nó không có tốt rồi quay trở lại đây khi mà chúng ta đã lựa chọn được một cái tester rồi ấy. thì chúng ta sẽ phải là chúng ta lựa chọn cái mẫu này rồi thì sau đó thì chúng ta sẽ phải biến đổi một chút xíu. thì cái việc biến đổi đầu tiên để cho cái việc mà à, các bạn chuyển sang rồi viết nó thuận tiện á là các bạn sẽ phải flatten cái những cái nét ở autocad này. tại vì những cái thư viện mà các bạn download ở trên mạng về hoặc là các bạn download từ nguồn này nguồn kia về hay thậm chí do chính tay các bạn vẽ ra thì nó cũng chưa chắc chắn là tất cả những cái nét này đồng phẳng đồng phẳng hay là sao bây giờ nhìn thì có vẻ như tất cả những cái nét nằm trên cùng một mặt phẳng nhưng nếu như các bạn chuyển sang cái môi trường CAD 3D thì nhiều khi nó có ví dụ một cái nét này nó có hai đầu một cái đầu nó bị nhích lên trên theo trục z tức là theo trục theo phương nằm ngang một cái đoạn nhỏ nhỏ mà các bạn không biết nó sẽ làm cho cái nét này về mặt thực chất là nó là 3D và khi mà cái này nó là 3D nó là một cái vật thể ba chiều thì khi đưa vào trong Revit các bạn sẽ có nhiều thao tác nó nảy sinh nó làm cho các bạn rất là khó chịu trong việc chỉnh sửa cho nên là việc đầu tiên những cái gì mà các bạn đưa định định đưa từ AutoCAD sang bên Revit thì các bạn sẽ flatten thì flatten nó cũng đơn giản thôi các bạn sẽ đi vào trong cái menu Express Tool của AutoCAD này các bạn vào đến cái mục Modify và các bạn sẽ chọn là Flatten Object sau khi các bạn mà chọn cái lệnh là flatten offset xong thì các bạn sẽ chọn quét chọn hết tất cả những đối tượng các bạn muốn flatten và các bạn bấm enter sau khi enter xong thì nó sẽ hỏi các bạn là có remove các cái hidden line không ở đây thì mình sẽ không có chọn remove các hidden line thì ở đây mình sẽ chọn là nô no, nhưng nhưng mình sẽ bấm vào chữ đây chữ n và mình enter thì với cái thao tác đơn giản như thế này thôi thì tất cả những cái nét mà nó vô tình các bạn thao tác mà nó bị theo cái kiểu thành cái nét ba chiều 3 d thì bây giờ nó sẽ trở thành chính xác là 2 d sau khi chúng ta flatten xong rồi cái kế đến nữa là cái câu chuyện là à, scale cái này lên cho đúng tỷ lệ, ví dụ như bây giờ à, mình muốn là một cái cửa của mình ví dụ như ở đây mình muốn có một cái cánh cửa nó chiều ngang nó vào khoảng là 900 và chiều cao nó vào khoảng 2m thì mình mình sẽ tính toán trước, mình sẽ ước lượng trước ví dụ như đối với cái cửa rộng 900 thì trừ bì, trừ không, trừ cái khung cửa ra thì cái phần lọt lòng của cái tấm này nó còn khoảng 800 chẳng hạn như vậy mình muốn cái cửa này cao 2 mét thì cái chiều cao của cái tấm này thì nó trừ đầu trừ đuôi ra thì nó sẽ còn khoảng một mét tám thì như vậy thì mình sẽ tạo ra một cái uh, mình sẽ điều chỉnh cái pattern về cái kích thước mình mong muốn trước bằng cách là các bạn đơn giản nhất là các bạn sẽ vẽ một cái rác tăng đúng không a cộng tám trăm phẩy một tám thì chúng ta sẽ có được cái này và chúng ta sẽ align cái cái pattern này đi qua bên này và đây thì mình sẽ chọn là yes để mình scale lên thì sau khi mà các bạn scale lên xong á thì các bạn sẽ có là chúng ta đang bị thiếu hụt một đoạn thì việc đơn giản nhất là các bạn nhìn xem cái cấu trúc của cái button này nó như thế nào nếu như cấu trúc của button nó ở cái dạng như thế này nó lặp đi lặp lại hoa văn lặp đi lặp lại thì các bạn có thể là quét chọn một cái đoạn hoa văn và chúng ta sẽ dùng lệnh copy chúng ta sẽ là dùng lệnh copy chúng ta co và chúng ta sẽ bắt điểm nha ví dụ như bắt điểm theo từ vị trí này Đối với cái button này nhé lên đến vị trí này đó, thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ có được một cái hoa văn mà nó tương tự như này và sau đó thì các bạn sẽ xóa đi những cái nét này đi và một cái thao tác nữa để cho các bạn có thể là sử dụng cái button này nó uh, cái button này nó tốt hơn khi các bạn in bọc vào trong AutoCAD đó là các bạn sẽ explode tức là sẽ nổ hết những cái nét này ra trước khi các bạn đưa vào trong Revit nha Ở đây mình sẽ explode ra, explode ra đã xong rồi thì bây giờ cái bát thành của mình mình cần nó sẽ lên đến tận trên này và chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta đi xóa những cái nét không cần thiết đi. Ở đây mình sẽ xóa cái nét này đi, à, mình sẽ bắn cái ông này lên đây và mình sẽ bắn cái ông này lên đây. rồi Sau đó thì mình sẽ ờ mình sẽ xóa những cái ông này đi rồi ờ, mình sẽ xóa những ông này đi như vậy thì mình về mặt cơ bản là mình có một cái hình nó nó giống như thế này rồi nhưng mà à, nè, ở cái chỗ này á, thì các bạn cũng lưu ý một chút xíu đó là do mình quét cục này mình copy lên trên này nên khi mà mình làm cái hình này xong á, thì À, và về kích thước là nó có thể là nó xem xem với kích thước mình mong muốn thì ở cái chỗ này nó sẽ dính một số nét mà nó chồng lên nhau tức là nó bị overlap tức là nó chồng lên nhau đó thì bây giờ chúng ta sẽ làm gì chúng ta sẽ dùng thêm một cái lệnh nữa là lệnh bo để các bạn tạo cái đường bo và khi mà các bạn dùng bo thì bây giờ những cái nét này nó đang ở layer không mình sẽ tạo ra một cái layer mới mình có cái màu sắc nó khác đi một chút xíu Vậy mình sẽ dùng cái lệnh bo sau khi mình dùng lệnh bo xong thì mình sẽ dùng cái pick point mình sẽ chọn luôn thì chọn là island detection để có thể là nó chạy vào trong những cái vùng chọn con ở bên trong này và mình sẽ pick cho nó nhé, mình sẽ pick vào đây. ở đây thì nó đang báo là chúng ta cái vùng chọn của chúng ta nó đang bị uh, hở ở một cái vị trí nào đó nếu như mà trong trường hợp này ví dụ như ở đây nó đang báo là cái vị trí ở dưới này hai cái vị trí hở là hai vị trí dưới này thì chúng ta có thể là escape cái lệnh này và chúng ta sẽ dùng cái lệnh fillet để chúng ta bo hai cái góc này chúng ta sẽ tìm xem là nó có cái điểm này Và chúng ta sẽ dùng lại cái lệnh bo lại một lần nữa nhé và chúng ta sẽ pick point oh, và chúng ta sẽ tích chọn vào đây và khi mà cái 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 vùng chọn của bạn đã khép kín rồi thì nó sẽ tạo ra được cái cái vùng chọn này chúng ta đồng ý rồi thì chúng ta bấm ok thôi tuy nhiên ở chỗ này chúng ta sẽ không có làm được gì khác ngoài cái việc đồng ý sau khi chúng ta đồng ý rồi thì chúng ta sẽ tắt cái laser không là layer gốc của cái nét này đi và chúng ta sẽ kiểm tra xem là chúng ta đang bị thiếu như cái gì đúng không chúng ta đang bị thiếu ở chỗ khu vực này chúng ta sẽ lại à, bật cái layer không này lên lại để chúng ta có thể là dùng cái lệnh like để chúng ta vẽ thêm ở đây À, mình sẽ vẽ thêm những cái chỗ nét mà nó có cảm giác là nó sẽ bị thiếu đây thì mình đã lựa chọn hai cái laser với lại hai cái màu sắc khác nhau đặc biệt là cái laser số 1 này nó có cái màu nó nổi bật như thế này thì để mình rà soát cái câu chuyện này nó dễ hơn sau đó, đó thì mình sẽ tắt laser không đi và mình sẽ mua cái cái ông này à, sang à, một cái laser mới đúng không vậy chúng ta sẽ có được một cái giờ nó như thế này đây là một cái đối tượng mình đã mua nó ra vào đây là một cái đường bao tất nhiên là trong này nó cũng chưa phải là trăm phần trăm là nó là sạch sẽ hoàn toàn nha các bạn và sau đó thì mình sẽ đưa cái ông này lại về layer không nào các bạn không đưa về cũng được nhưng mà cơ bản là mình không muốn cái file Revit của mình nó khi import cat vào đó, nó sẽ xuất hiện nhiều cái layer rác mà mình không kiểm soát được cho nên là mình vẫn muốn là đưa nó về layer không thì kiểu gì kiểu layer không mà cái layer mà file cat nào nó cũng có ờ à, thì vậy thì à, à, mình giải thích cho các bạn là như thế sau khi mình đã đưa nó về layer không rồi đó, thì mình sẽ à, lưu nó lại thành một cái file mới và mình dùng cái lệnh write lúc này thì mình sẽ chọn cái ông này và mình sẽ dùng cái lệnh write block uh, right block và mình sẽ pick point cho nó là điện chọn điện nộp gốc và sau đó thì mình sẽ uh, tích chọn cái file để mình mình lưu ví dụ ở đây là mình đang lưu cái file là cnc 2 đó sau đó thì mình sẽ bấm là ok tất nhiên ở đây mình sẽ không ok nữa tại vì mình đã uh, tạo trước một cái cửa ở đây rồi nếu ok nữa thì mất thời gian của các bạn đó là những cái thao tác mà mình cần lưu ý của các bạn trong quá trình của các bạn bị soạn kết À, nhắc lại lần nữa những cái mà ở trong cái giai đoạn này nhé cái thứ nhất là flatten để các bạn có thể là chuyển về kết đồng phẳng chắc chắn là nó đồng phẳng à, cái vấn đề thứ hai đó là các bạn sẽ scale và xử lý cái pattern này theo cái kích thước của cái panel cửa bạn mong muốn và cái thứ ba là các bạn dùng lệnh BO kèm theo cái thủ thuật là tách layer để các bạn có thể là dễ dàng lọc cái nét mà các bạn mong muốn ra để các bạn tạo thành một cái phôi do cái pattern ở bên AutoCAD và lưu lại bằng một cái file mới đó là ba cái lưu ý quan trọng ở trong cái giai đoạn này sau khi chúng ta đã làm xong cái câu chuyện này rồi thì chúng ta sẽ bật Revit lên bây giờ để làm cái cửa như thế này thì mình sẽ bắt đầu từ một cái thư viện cửa mà mình đã làm ở trước đó là mình sẽ dùng cái thư viện cửa là à, cửa sinh pha à, một cánh à, để làm ví dụ cho nó đơn giản thì trong cái thư viện cửa mà mình đã tạo này á, thì nó có cái panel kính là cái nó có cái panel kính như thế này thì bây giờ mình mong muốn là mình sẽ xóa cái panel kính này đi oh và mình sẽ thay vào đây là một cái panel của à, mình sẽ thay vào đây là một cái panel của cái là một cái panel hoa văn thì để tạo một cái panel hoa văn ấy, thì mình sẽ lại vào trong file và mình sẽ chọn là new một cái family mới và mình sẽ chọn cái Đơn giản nhất là các bạn sẽ chọn lấy một cái matrix generic model. Open nhé. Sau khi các bạn chọn matrix generic model xong thì các bạn khi đối với lại những cái panel mà liên quan những cái đối tượng mà liên quan đến thư viện cửa thì các bạn sẽ chuyển cái category nó về cái đo À để sau này khi chúng ta đưa cái panel này vào trong cái file Revit chúng ta thì cái việc mà quản lý nét và hiển thị của những cái thành phần cấu tạo nên cái cửa như cái panel hoa văn này thì nó cũng thuộc về category là đo thì các bạn sẽ chỉnh nét ở trong đó nó sẽ chuẩn xác hơn đây là cái mà mình luôn luôn nhắc các bạn ở trong tất cả những cái video về tạo family của mình ở trên kênh của mình những cái video ngay cả những video về mình up free hoặc là những cái video ở trong cái khóa học revit có trả phí của mình thì mình đều nhắc nhở các bạn cái chuyện là cái category này nó phải ổn định ngay từ đầu tất nhiên là các bạn lỡ mà bạn làm không đúng category rồi thì các bạn làm xong các bạn vẫn có thể chuyển category được đó là nhưng mà nếu bạn chuyển ngay từ đầu thì ở trong cái phần mà thông số của family của nó nó sẽ có những cái thông số đặc trưng liên quan là các bạn không cần phải tạo thêm cái tham biến nữa nếu như các bạn cần nhưng mà đây trong trường hợp này chúng ta đang làm cái vách cnc nên chúng ta sẽ không cần cái tham biến nữa vì cái vách cnc này các bạn các bạn làm việc với Revit ít nhiều thì các bạn cũng biết rồi cái hoa văn này các bạn không có scale tự do được ở trong Revit đâu À, các bạn muốn thì các bạn cũng có thể là à, các bạn muốn thì các bạn cũng có thể là là à, scale nó hoặc là xử lý nó bằng cách vẽ nét như AutoCAD cũng được nhưng mà cái chuyện mà các bạn scale một cách tự do nó theo cái ý muốn của bạn thì nó, rất là khó khăn rồi bây giờ quay trở lại đây sau khi mà mình chuyển sang cái giao diện ở mặt đứng là from tại vì cái tấm của mình, mình muốn tạo ra là mình phải quan sát nó trên diện đứng thì mình sẽ bắt đầu từ cái from này và mình sẽ tạo nó là một cái extrusion ở trong cái extrusion này á, thì mình sẽ insert à, và mình sẽ chọn import cái file cad và mình sẽ chọn cái file CNC này mình đưa vào thì đối với lại cái file CNC này á, thì mình sẽ uh, tất cả mọi thứ mình để mặc định hết nhưng mà mình nhớ các bạn nhớ là chúng ta sẽ để là current view only và chúng ta bấm open nhé thì sau khi chúng ta bấm open xong á thì bây giờ nó có một cái câu chuyện nữa là đây à, cái file của mình mình đưa vào như thế này thì mình sẽ di chuyển cái à, mình sẽ chọn những cái nét này và mình sẽ di chuyển nó vào trong cái cái trục mình sẽ lấy cái trục à, chính giữa này để làm cái trục đối xứng cho cái tiết diện này và ở đây mình sẽ à, di chuyển nó lên à, theo cái à, theo cái mặt đứng thì nó sẽ nằm như thế này và tất nhiên là kích thước của nó thì nó sẽ fit theo tức là nó sẽ cố định theo với kích thước mà chúng ta đã biên soạn ở bên à, chúng ta đã biên soạn ở bên AutoCAD nhá ví dụ như bây giờ các bạn mà đo kiểm tra thì cái này thì nó là à, đúng là 800 như chúng ta mong muốn và chiều cao thì nó hơi xê dịch một chút xíu tại vì mình muốn ban nãy mình khi mà biên soạn mình muốn giữ nguyên cái 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 bát cái đoạn đầu thì mình đỡ phải cắt trim cắt này kia cho nó khổ ra thì đại khái là như vậy và chiều cao thực sự của nó thì hiện nay nó đang là à, 1829 nha các bạn đó là 1829 đại khái như thế thì chúng ta sẽ có được một cái này và mình sẽ chỉ việc là ví dụ như ở đây thì mình muốn cái tấm này nó dày là 20 và tính từ cái mặt khoảng và canh này giữa thì mình sẽ cho là extrusion n là à, 10 và bên này là âm 10 chẳng hạn như thế thì nó sẽ có độ bằng cái độ dày của tấm ván rồi độ dày tấm ván của bạn thì ván công nghiệp rồi các bạn cắt ra thì tùy theo các bạn các bạn lựa chọn ở đây mình tạm thời mình chọn cái số nó hơi chẳng chẳng một chút xíu À, đối với là cái phần vật liệu thì các bạn có thể tạo cái tham biến là à, ở đây là tạo tham biến là CNC nha, là bấm OK rồi. Nhưng mà cái chỗ này á khi các bạn bấm Finish này, thì bắt đầu là khi các bạn mà import cái AutoCAD ở bên này sang á, thì nó sẽ báo cho các bạn là một cái bảng báo lỗi như thế này, à, một cái bảng báo lỗi như thế này, tức là cái lỗi này các bạn muốn xem á thì các bạn sẽ bấm vào Show, thì các bạn sẽ xem từng thành phần một và các bạn bấm Expand nó sẽ ra cái này nhưng mà các bạn cứ đi xử lý một cái này xong á, thì các bạn đi xử lý những cái khác thì nó sẽ mất thời gian của các bạn cho nên là các bạn uh, khi mà các bạn import một cái gì đó từ autocad sang thì các bạn uh, đặc biệt là khi các bạn import sang để làm cái nét mà các bạn uh, dẫn như thế này á, thì các bạn chỉ việc là quét chọn hết tất cả những ông này nha thì khi mà các bạn quét chọn hết tất cả những ông này á, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có cái bảng warning tức là cái bảng cảnh báo ở trong uh, revit ở đây thì chúng ta sẽ chọn cái bảng warning này bây giờ trong cái bảng warning này á, thì bây giờ à, bình thường nếu như đối với người dùng bình thường thì các bạn sẽ cảm thấy rất phiền nhưng mà à, đối với các bạn theo dõi kỹ cái phân tích của mình về cái bảng warning này các bạn sẽ thấy cái bảng này nó lợi hại vô cùng trong cái việc mà kiểm soát những cái lỗi sai của bạn hoặc là những cái lỗi về profile của bạn ở trong cái bảng warning này hiện nay mình chọn hết thì nó sẽ báo gì có tổng cộng 117 warning đến 117 cảnh báo và trong đó có những cái cảnh báo có thể maybe ignore ino đó là các bạn có thể bỏ qua mà nó không có ảnh hưởng gì đến việc tạo hình của bạn cả à, ví dụ như ở đây à, cái trong cái nhóm đầu tiên chúng ta sẽ có những cái warning về line in sketch is likely of axis. đó là cái cái này đó, đại khái khi các bạn thấy cái dòng này thì có nghĩa là sao nó đang cảnh báo cho các bạn là có một số cái đường thẳng ở trong này nó có một cái sự thay đổi nho nhỏ về cái exit là cái hướng và nó sẽ làm có thể nha ở đây cái chữ may là có thể có thể sẽ là gây ra sự không chính xác thì cái câu chuyện này đối với lại cái bảng cái vách CNC này thì chúng ta có thể chấp nhận được tại vì sao vì toàn hầu hết những cái đường tạo hình ở bên trong này các bạn thấy nó đều là đường chéo thì tất nhiên nó sẽ có sự xê dịch về hướng nó không phải là cái trục ngang trục dọc bình thường cho nên ở đây đây là những cái nhóm cảnh báo có thể bỏ qua chúng ta có thể bỏ qua cái cảnh báo quan trọng ở là nó là nằm ở bên dưới này đó là những cái highlighted tịt line overlap ở đây những cái cảnh báo về cái câu chuyện là có những cái đường line nó chồng lên nhau và nó có thể không tạo ra được cái close loop đó có nghĩa là ở đây nó sẽ không tạo được những cái vòng khép kín để các bạn làm thành cái tiết diện ở đây chúng ta đang muốn cái này trở thành một cái tiết diện để chúng ta làm cái phép extrude lên đúng không extrude hay là sweep này kia chúng ta cần một cái tiết diện khép kín thì ở đây cái việc mà overlap của nó sẽ làm chúng ta không làm được thì vì chúng ta xử lý nhanh thì nó sẽ làm gì chính vì bởi vì nó overlap cho nên là chúng ta khi đi vào từng cái warning một nó sẽ báo này có những cái đường line này đang chồng lên nhau vì ở đây có hai đường line chồng lên nhau chúng ta cứ xóa đại đi một cái nhá ở đây thì các bạn muốn nhanh thì các bạn cứ vào đây các bạn sẽ tích vào từng cái một nhé từng cái một Rồi. Ở đây mình sẽ à, tích vào à. từng cái à. có những cái thì nó tự động nó tích sẵn thì chúng ta à. có một vài cái thôi chứ không phải là cũng không nhiều đâu nha cho nên các bạn sẽ mở từng cái bảng quên này lên nếu như các bạn không mở cái bản warning này lên thì cứ mỗi lần các bạn thì các bạn sẽ phải đi làm nếu như các bạn không biết thì các bạn sẽ phải đi thủ công từng cái cái dấu phoenix một tức là cứ mỗi lần bấm phoenix nó báo ở đâu thì các bạn lại đi vá ở đó chẳng hạn như thế thì các bạn thấy nó có rất là nhiều cái warning ở trong này à. rồi sau khi mà chúng ta có cái warning này xong rồi thì chúng ta sẽ chọn là delete delete check it tức là những cái ví dụ như những cái chỗ này có hai nét hay ba nét chồng lên nhau gì đó thì nó chúng ta sẽ giữ lại một cái thôi rồi chúng ta sẽ delete những cái chúng ta đánh dấu rồi chúng ta sẽ delete check đó. thì làm như thế xong thì các bạn thấy là bây giờ chúng ta vào trong cái bảng warning này thì nó chỉ còn có 95 warning liên quan đến cái hướng của cái đường line nó báo là các cái hướng đường line nó hơi nghiêng nghiêng có thể là hơi nghiêng nghiêng nó sẽ không gây không chính xác về mặt hình học lắm thì đó là những cái thông báo thì bỏ qua còn những cái mà overlap nó đã hết rồi nhưng mà chưa khi mà các bạn đã làm được cái câu chuyện đó xong các bạn mới xử lý được phần lớn những cái lỗi về mặt nét khi các bạn đưa từ trong AutoCAD sang thôi Còn sau đó thì các bạn sẽ bấm Finish, lúc này giờ thì chúng ta chỉ còn có Finish Và khi Finish bắt đầu chúng ta lại, nó bắt đầu nó hiện ra những cái bản thông báo này Đây là bắt đầu nó có những cái nét Overlap, tức là những cái nét mà nó, nó ẩn lên nhau đó nó chồng lên nhau nhưng mà ban nãy ở trong cái bảng warning kia nó không có phát hiện ra thì bây giờ nó mới phát hiện ra được thì bây giờ đây là những cái mà bất khả kháng thì chúng ta sẽ phải đi tìm thì bây giờ có hai cách tìm cách thứ nhất là các bạn cứ vào trong cái bảng warning này các bạn bấm sâu thì nó sẽ dắt các bạn tới cái chỗ mà à, các bạn sẽ à, nó dắt các bạn tới cái chỗ mà các bạn à, có cái nét đó ví dụ như nó dắt các bạn tới chỗ này đúng không? À, các bạn bấm sâu nhé. À, xin lỗi các bạn nó lại chuyển sang một cái view khác. Đây nó sẽ dắt các bạn tới cái chỗ này để các bạn xem và chúng ta bấm khi mà các bạn à, ở đây mình sẽ bấm cancel bắt đầu chúng ta xem nha khi mà nó dắt dắt chúng ta tới đây rồi thì chúng ta sẽ có gì bây giờ ở đây khi các bạn chọn vào đây thì chúng ta sẽ có tổng cộng là ở đây chúng ta có tới các bạn nhìn đây con số nó có tới ba cái nét rồi, như vậy thì chúng ta sẽ phải xóa đi hai cái một nhá delete nhá delete thêm một cái nữa nha như vậy chúng ta còn một cái rồi bây giờ chúng ta đã chọn cái nét này chỗ này có một nét là ok chỗ này có một nét à đây chỗ này có hai nét như vậy thì các bạn sẽ xóa đi một nét nữa đó đó là cái 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 thứ nhất bây giờ các bạn bấm finish một cái nữa đúng không? thì nó lại sâu tiếp sâu xem nó có vấn đề gì bây giờ nó báo là lại thêm một cái lỗi uh, theo một cái lỗi nữa đó là like cannot intersect each other có nghĩa là sao? đây là cái bảng lỗi mà nói về cái đối tượng này nó không có cắt vào nhau đúng không? thì chúng ta sẽ dùng cái lệnh trim mà chúng ta sẽ cắt hai ông này đúng không? cắt hai ông này thì nó sẽ hết báo lỗi chúng ta. ở trong trường hợp này ví dụ như mình lại finish đó, oh, nó lại báo cho chúng ta là cái nét này nó vẫn không được thì ok chúng ta kiểm tra lại một lần nữa về số lượng nét ở đây xem nó có gì đây là một nét nha đây là một à đây là à chỗ này như là có có hai nét này nó vẫn còn một một cái nét nào đó nữa đây rồi bấm finish nha rồi, show rồi nó nó chuyển qua một cái phạm vi lỗi khác cho chúng ta để như vậy cái chỗ đó chúng ta xử lý xong rồi về mới sang cái chỗ khác này lại tiếp tục nha cái kiểu này tức là cái nét nó không có có intersect với nhau thì hai đối tượng không intersect với nhau thì nó sẽ có hai nguyên nhân chính một nguyên nhân thứ nhất là thực chất là nó sẽ không có giao với nhau ở góc này đó là nguyên nhân thứ nhất nguyên nhân thứ hai là cũng đến từ cái câu chuyện là chỗ này nó có hai nét à, hoặc là cái chỗ này nó có hai nét vậy chúng ta À, ví dụ như chúng ta quét vùng chọn lại xem nó là mấy nét ví dụ một nét ở đây nó có là hai nét đó thì như vậy thì nó sẽ báo là nó có một cái vật thể gì đó intersect x other rồi ok đó là cái cách mà mình đã uh, đi xử lý và các bạn cứ đi xử lý như thế này cho đến uh, khi nào mà nó hết rồi thì cơ bản là những cái nhiều nhất thì chúng ta tích chúng ta xóa hàng loạt từ ban nãy rồi bây giờ chỉ còn lại những cái lặt vặt những cái lặt vặt là những cái mà nó nhỏ nhỏ uh, nó nhỏ nhỏ mà nó không phát hiện ở trong cái bảng này uh, thì bắt đầu chúng ta bấm finish thì chúng ta sẽ đi xử lý từng cái từng cái một như thế thì nó chỉ có hai nguyên nhân thôi một là không intersect each other hai là nó overlap và khi mà hiện ra cái intersect each other đó thì uh, nó sẽ có hai nguyên nhân dẫn đến cái câu chuyện là hai nét nó không có chồng lên nhau nguyên nhân thứ nhất là thực sự là nó hở ra thiệt thì các bạn dùng lệnh trim để các bạn uh, ra thử cái thứ hai là các bạn là nó có chỗ đó nó có hai nét đang chồng lên nhau vào trong cái bảng warning tổng nó không phát hiện ra được thì các bạn quét chọn cục bộ thì các bạn sẽ đếm số nét thì các bạn sẽ biết được ở cái câu chuyện nó như thế nào nha rồi để đỡ tốn thời gian của bạn thì mình tua nhanh đến cái chỗ mà sau khi xử lý nét xong thì các bạn tạo ra được một cái tấm panel bằng lệnh extrude như thế này nhá và chúng ta đã gắn cho nó một cái tham biến về vật liệu đó là cái material CNC rồi sau khi chúng ta có cái tấm này rồi á, thì chúng ta sẽ load vào trong cái family cửa à, cái cánh cái cửa một cánh chúng ta đã tạo ra, ví dụ trong trường hợp này mình đã load vào trong cái family cửa này và khi mà load vào trong family cửa này thì mình nhắc lại một lần nữa vì cái tấm này là một cái tấm mà nó có nhiều hoa văn cho nên các bạn không thể tạo tham biến để scale nó to nó nhỏ theo từng cạnh theo ý của các bạn được mà các bạn buộc phải là chỉnh cái cửa này theo ý của cái tấm này đó và nếu như các bạn muốn cái cửa này nó có một cái thứ hợp lý ở trong cái cái file này viết của các bạn á, thì các bạn khi các bạn load cái tấm này vào đúng không ví dụ như trong trường hợp này mình load cái tấm này vào thì mình sẽ khóa cái rép và reference plan này với cái mặt phẳng tạo cửa bên dưới mà mình sẽ khóa cái mặt phẳng reference plan mà chia đôi cánh cửa này với lại cái trục giữa của cái tấm panel này thì khi mà mình đã khóa nó vào rồi á thì à, nó sẽ có và mình tinh chỉnh cái kích thước của cái cửa để cho nó ôm khít cái, cái tấm này thì chúng ta sẽ có được một cái cửa nó hoàn chỉnh như thế này còn nếu như các bạn muốn là các cái cửa này nó khác đi thì các bạn sẽ phải điều chỉnh ví dụ nhanh nhất thì các bạn sẽ bật AutoCAD lên để các bạn điều chỉnh ở trong cái pattern này về cái kích thước của à, mong muốn của bạn đối với cái cửa đó. thì các bạn sẽ copy thêm pattern rồi các bạn copy ra thêm các bạn hoặc là các bạn xóa bớt đi hoặc là các bạn tách ra thì các bạn edit ở bên này uh, cho nó nhanh và các bạn sẽ import ngược lại vào trong viết làm như từ nãy giờ để các bạn tạo ra một cái cửa mới thì đó là cái những cái cửa mà nó có cái vách cnc để trang trí ở trong này uh, và sau khi các bạn làm như thế này xong thì uh, chúng ta sẽ lót cái, cái cánh cửa vào uh, Load cái cánh cửa vào và chúng ta sẽ gán cho nó các cái vật liệu uh, đi kèm ví dụ như ở đây mình có gán cho nó cái phần khung là cái phần uh, à vật liệu là à, sử dụng gỗ sồi đúng không và cái và các bạn là các bạn cái này là đổi sang cái vật liệu khác đó còn cái phần cánh ấy thì đổi sang cái vật liệu cái phần panel đổi sang cái vật liệu nó nhạt hơn thì chúng ta sẽ có được một cái uh, cái, cái 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 khung cửa nó Uh, kiểu vách CNC, kết hợp vách CNC như thế này. thì đây là cái cách mà mình hướng dẫn cho các bạn làm từ cái hoa văn phát hình autoCAD sang. tuy nhiên cách này thì nó sẽ cho các bạn một cái mô đồ cửa đẹp và chuẩn uh, và đồng thời vừa render được vừa triển khai được. À, tuy nhiên nhược điểm của cái cách này á, là do cái vách CNC này là vật thể 3D mà nó có nhiều cái mặt tạo hình cho nên nó sẽ làm cho cái file của cái dự án của bạn nó sẽ nặng hơn rất là nhiều nó giống như cái câu chuyện mà các bạn dựng uh, family cửa sinh pha của bạn dựng hết cả cái profile của khung nhôm như của nhà sản xuất vậy thì uh, nó rất là uh, rất là nặng nếu như trong dự án của bạn nó ít các cái bộ cửa mà sử dụng cái hoa văn CNC này á, thì các bạn có thể là ví dụ các bạn chỉ có khoảng là hai ba bốn hoặc là hai ba bốn bộ gì đó hoặc là một hai cái vách trang trí đó, thì các bạn có thể dựng ngay trực tiếp từ cái này thì các bạn sẽ quản lý hết tất cả mọi thứ cả về cái kích thước triển khai này, này kia nó sẽ tuyệt vời nhưng nếu như trong dự án của bạn nó có rất là nhiều các cái bộ cửa mà sử dụng cái uh, hoa văn CNC hoặc cái vách CNC này làm cái panel cho nó thì cái câu chuyện mà các bạn sử dụng cái này thì các bạn cần phải cân nhắc lại nha. Nếu như cái máy của bạn đủ chịu tải thì các bạn lại làm tiếp theo cái kiểu này. Còn nếu như máy của bạn không chịu tải được thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách làm thứ hai ở trong các cái clip mà mình sẽ thu xếp thời gian mình chia sẻ lên sau nha các bạn. Còn cái clip này thì xin phép dừng ở đây, hoàn thành trách nhiệm đối với lại một cái cửa có panel CNC kèm theo những cái thao tác để chỉnh sửa file CAD chỉnh sửa ở trong file Revit. À, và à, hy vọng là các bạn có thể là nếu như bạn nào chưa biết thì các bạn có thể làm xem và làm theo được và thành công là những bộ cửa mà đẹp sử dụng với dự án của bạn nha à, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những clip mà trao đổi về kinh nghiệm sử dụng rồi phía sau nếu như các bạn cảm thấy nội dung mình chia sẻ đây nó hay và nó hấp dẫn có ích với công việc của bạn thì các bạn hãy cho mình một like một xe và à, comment à, tương tác với các nội dung và trên kênh cho vui nha các bạn xin chào và hẹn gặp lại